Nào, vậy thì cái khi mà bạn tìm được luận điểm ấy, bạn giải quyết nó cực kỳ dễ dàng luôn. Nhưng mà có những đoạn văn rất dễ tìm luận điểm, nhưng cũng có những đoạn văn tìm được luận điểm nhưng tìm sai, nhưng cũng có những đoạn văn không tìm được luận điểm. Và đây chính là một trong những cái đoạn văn mà không tìm được luận điểm. Thế nhá. À không phải là không tìm được luận điểm. Mà là khó tìm luận điểm. Đây chính là một đoạn văn như thế. Đây chính là một đoạn văn trong vở Nhật. Thì được lẳng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo, đứng rúng gió trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại. Thì đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô hẳn lên, nén một tiếng thở dài. Chàng xăm xăm bước vào nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu gọn những niêu bát, sống áo, vứt bừa bộn trên giường dưới đất. Hắn quay ra nhìn thị cười cười, không có người đàn bà nhà cửa đó thế đấy. Thị nhếch mép cười nhạt, hắn vỗ xuống giường đo đả, ngồi đây, ngồi xuống đây, tự nhiên. Người đàn bà theo lời hắn, ngồi mớm xuống mép giường, cả hai bỗng ngượng nghịu. Chàng đứng tây ngây ra giữa nhà một lúc, hắn chợt thấy sờ sợ. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn sợ. Hắn lấn lép bước vội ra sân gắt lên, hôm nay bà lão về muộn đấy nhờ. Đấy, ok ạ. Không biết ok ạ. Và hắn quay lại thì bắt đầu là nhìn thị, nhìn trộm vào trong nhà. Thế thị vẫn ngồi ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng. Ok, hắn nghĩ quái, sao nó buồn thế nhỉ? Ồ, sao nó buồn thế nhỉ? Ok, và người ta yêu cầu bạn là phân tích đoạn trích trên. Vậy thì phân tích đoạn này, nếu như mà không tìm ra các luận điểm đấy thì các bạn sẽ thật sự là rất khó để có khả năng mổ xẻ được sâu cái đoạn này. Thì trước tiên các bạn thử tìm cho cô luận điểm. Ở đây cô lưu ý các bạn luôn là nếu như trong cái đoạn trích này nó xuất hiện hai nhân vật trở lên, và có nhiều đoạn văn xuất hiện hai nhân vật trở lên chứ không riêng gì một nhân vật. Ở khi mà bạn phân tích mị trong đêm đông ngắt rơi cởi trói á, cũng xuất hiện hai nhân vật là mị và a phủ. Rồi các bạn phân tích đoạn trích này, nó cũng sẽ xuất hiện anh cu chàng và người vợ nhặt. Rồi các bạn phân tích những đoạn trích khác như là đoạn trích khác là mị trong đêm tình mùa xuân, cái đoạn mà có sự xuất hiện của a phủ đấy, nó cũng có thằng cu a phủ rơi vào khung hình đấy. Chứ là nếu như mà có hai nhân vật, hoặc là bữa cơm ngày đó xuất hiện cả ba nhân vật, anh cu chàng vào buổi sáng ngày hôm sau, nhân vật chính và tâm trạng chính đó chính là anh cu chàng, nhưng cũng có sự thay đổi của bà cụ tứ và người vợ nhặt, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đấy là cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn cần phải lưu ý. Nếu như trong cái đoạn trích này có xuất hiện hai nhân vật trở lên, cô Dương đã nói ngay từ đầu rồi, đến với cô Dương ấy thì đừng có bao giờ phân tích từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng, mà đến với cô Dương cái điều đầu tiên cần phải làm đó chính là tìm được luận điểm để xử lý cho yêu cầu của đề. Và đối với cái đề này thì nó có hai nhân vật thì mình biết tìm kiểu gì hả cô, mình biết làm thế nào hả cô? Thì sẽ có hai cách nhá. Cái cách thứ nhất là bạn phân tích về nhân vật chàng trước, bạn phân tích hết về chàng đi, xong rồi bạn phân tích đến mị, à chứ bạn phân tích đến người vợ nhặt. Đây ở trong đây là thị lẳng lặng bước theo hắn vào nhà, cái nhà vắng teo mặc rúng gió trên mảnh vườn, thì bạn sẽ nói về tâm trạng của mị. À, tâm trạng của thị, bạn sẽ viết hết về thị đi, xong rồi bạn chuyển sang bạn viết về chàng, hoặc bạn viết hết về chàng đi, xong rồi bạn chuyển sang thị. Thì đấy là cách thứ nhất, nhưng cái cách này dường như không tối ưu cho lắm so với cái đoạn trích này. Ở những cái đoạn trích khác, ở cái đoạn trích chàng vào buổi sáng hôm sau á, sáng ngày ngày mai, sáng ngày mai thì cô sẽ giải quyết cho bạn đoạn chàng vào sáng ngày hôm sau. Thì trong cái đoạn trích này, nếu như phân tích chàng riêng và thị riêng thì thật sự rất không làm nổi bật được, mà đoạn này chúng ta phải phân tích lồng ghép vào với nhau, phân tích kết hợp vào với nhau. Thì bây giờ trong cái đoạn trích này, nếu như phân tích kết hợp vào với nhau thì phải tìm được luận điểm cho cả hai nhân vật cùng tỏa sáng, thì lúc đấy bài viết của chúng ta mới sáng rõ được. Thì đối với đoạn trích này thì luận điểm là gì? Tóm lại bây giờ là các bố lão phải tìm cho em luận điểm ạ. À, chứ các bố lão cứ bảo ngồi bảo là luận điểm luận điểm luận điểm mà các bố lão không nhìn ra luận điểm thì nó cũng vất vả. Có khác gì các ông bảo bảo là đỗ đại học thì sẽ tương lai sẽ sang một trang sử mới, nhưng đỗ làm thế nào để đỗ thì không có nói, đúng không ạ? Đấy, đúng không? Có đúng như vậy không ạ? Thì các ông bà phải, các bố lão phải cho em xin luận điểm. Luận điểm nó là cái gì? Các bố lão phải chỉ ra cho em. Bây giờ các bà ô lão vừa, ui, tìm luận điểm, làm theo cách luận điểm. Luận điểm gì?
luận điểm ra sao, luận điểm thế nào thì các bố lão không nói. Mai luyện viết đất nước đi, đất nước luyện rồi, ngày mai sẽ từ từ đã. Nó hơi lủng củng ý. Luận điểm một, nguyên cớ để Thị trở thành vợ Nhặt. Cái đoạn này có nguyên cớ để Thị trở thành vợ Nhặt à? Thị lẳng lặng theo hắn vào nhà. Cái đoạn nguyên cớ, theo như bạn Hương xin thì luận điểm một là nguyên cớ để Thị trở thành người vợ Nhặt. Sao cái lủng, cái luận điểm này nó buồn cười đấy nhở? Tâm trạng lo lắng của cả hai nhân vật. Tâm trạng lo lắng của cả hai nhân vật à? Sao mà nghe nó vẫn chưa ra được cái luận điểm nhỉ? Vẫn chưa thấy sáng rõ lắm. Còn gì nữa không? Nghe nhiều cho thấm, đúng, chính xác. Tâm trạng, luận điểm 1 là gia cảnh anh cu chàng. Luận điểm luận điểm 1 là tâm trạng. Tâm trạng gì? Tâm trạng của Thị và chàng khi vào nhà lúc chấp nhận nên duyên với nhau. Ồ, cái tâm trạng nghe buồn cười ấy. Ok, bây giờ cô sẽ phân tích cho bạn như này này. Đây chính là tâm trạng thì là đúng rồi, nhưng tâm trạng gì thì nó các bạn chưa ghi rõ lắm. Ở đây á, các bạn để ý cho cô như này này. Cái lúc mà đây chính là đoạn mà anh cô chàng dẫn người vợ Nhặt về nhà. Và đây là cái lúc mà diễn tả tâm lý của người vợ Nhặt khi chứng kiến cái gia cảnh của anh cô chàng. Có đúng như vậy không? Khi mà ở chợ tỉnh ấy, cái lúc mà theo không chàng về làm vợ ấy, là Thị như một người bấu vào cái phao rách để tìm cho mình một cái chỗ nương náu, tìm cho mình một cái chỗ trú thân, tìm cho mình một cái phao rách để mình có thể vượt qua được cái nạn đói này, để có một cái nơi bấu víu. Và đứng trên cái tâm trạng đấy á, thì các bạn để ý khi mà anh cu chàng Nhặt vợ ấy, và mời người vợ Nhặt ăn, thì chàng có nói một câu là dích bố cu, có nghĩa là tiền đầy túi. Thì lúc này á, Thị nghĩ rằng, trong đầu Thị ấy, bắt đầu nghĩ rằng, à, thật ra vào cái nạn đói này á, nói về giàu hay dư giả hay là có tiền bạc thì thật sự rằng là rất là không có. Nhưng trong Thị có một cái nhen nhóm, đó chính là gì? Chàng ấy sẽ giúp cho Thị, sẽ là nơi mà Thị gửi gắm để vượt qua được cái thảm cảnh này. Thế nên là Thị đi theo không chàng về làm vợ để với cái mục đích là sẽ có một chỗ bấu víu. Nhưng mà Thị không nghĩ rằng cái con người mà có thể vênh mặt lên nói rằng dích bố cu, có nghĩa là tiền đầy túi, mà khi về đến nhà anh ấy thì cái hiện cảnh diễn ra, rồi cái ngôi nhà nó hiện lên lại thê thảm như thế. Đây, Thị lẳng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo, đứng rúm gió trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại. Thị đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực lép nhô lên, nén một tiếng thở dài. Thì đây chính là những câu văn miêu tả về tâm trạng của Thị khi chứng kiến gia cảnh của anh cu chàng. Ok, cái luận điểm như thế có được chưa ạ? Xong chưa ạ? Nhá, luận điểm 1 là tâm lý hay tâm trạng cũng được của Thị khi chứng kiến gia cảnh của anh cu chàng. Xong chưa? Luận điểm tâm trạng khi đứng không gian, không cái gì á, cô cũng chả biết là các bạn đang viết gì. Vậy thì cái luận điểm 1 như thế có được không ạ? Có bạn nào đồng ý không? Không đồng ý thì phản bác, mà đồng ý thì chiến tiếp. Ok, nào. Được chưa hả các bạn? Xong chưa? Được chưa? Được chưa hả bạn? Ừ. Xong chưa nhở? Cái đoạn này được chưa nhỉ? Ok. Xong nhá. Vậy là xong nha. Vậy luận điểm 1 này, đó chính là tâm trạng của Thị khi đứng trước gia cảnh của anh cu chàng. Có rất là nhiều bạn sáng nay mà khi mà luyện viết xong á, chàng vào buổi sáng ngày hôm sau ấy, thì bạn ấy có nhắn tin hỏi cô một cái câu như này, là cô ấy thế không biết về phần giới thiệu chàng à? Đúng không ạ? Luận điểm 1 nhá. Luận điểm 1 là tâm trạng của Thị khi đứng trước gia cảnh của chàng.
Có rất là nhiều bạn khi nói rằng cô ơi, luận điểm đầu tiên là phải giới thiệu về là đầu tiên là phải giới thiệu về 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 nhân vật chàng chứ, và giới thiệu về tình huống chứ. Có rất là nhiều bạn hỏi cô cái câu này nha. Rồi ạ, nào. Đây ạ, đây chính là câu văn nói về tâm trạng của Thị khi đứng trước gia cảnh của anh cu chàng. Có rất nhiều bạn nói rằng là cô nghĩ rằng là cái này cũng là cái thắc mắc của rất rất là nhiều bạn luôn ấy. Khi bạn học cô Dương, các bạn hỏi rằng là cô ơi, thế luận điểm, thế khi mà em viết mở bài xong, em giới thiệu tác giả và tác phẩm xong, thì em có viết tình huống chuyện không? Và em có giới thiệu nhân vật không? Thì chỗ này em phải giới thiệu nhân vật chàng, và chỗ này em phải giới thiệu nhân vật Thị chứ. Thì cô nói là, thì cô Dương sẽ trả lời là không em à. Thế giờ cô phải cho em một lời giải thích là tại sao không chứ. Nhưng mà cô bảo em không thì em hoang mang lắm. Bởi vì từ trước đến giờ em vẫn viết sau cái phần đánh giá, sau cái phần giới thiệu tác giả tác phẩm, là một đoạn văn giới thiệu về nhân vật và tình huống chuyện đối với chuyện ngắn vợ nhặt. Thì cô không làm như thế nhá. Cô không làm như thế. Cái luận điểm đầu tiên cô vào luôn, đó chính là đoạn văn, mở đầu đoạn văn chính là tâm trạng của Thị khi đứng trước gia cảnh của anh cu chàng. Và cô nói ý thứ nhất, cô sẽ chứng minh cho nó, đấy chính là cái tâm trạng gì ạ? Đó chính là cái tâm trạng của sự thất vọng. Đó chính là tâm trạng của sự thất vọng. Xong rồi cô sẽ đi lý giải là tại sao thất vọng. Tại sao thất vọng? Đúng không? Đấy, tại sao thất vọng? Thì lúc này cô mới giới thiệu về hoàn cảnh của Mị, à của Thị. Cô mới giới thiệu hoàn cảnh của Thị, đó chính là gì? À, Thị là không nhà, không cửa, không nơi nương tựa, không người thân, và rơi vào một cái hoàn cảnh rất là éo le. Đó chính là Thị rơi vào cái nạn đói và đang đứng trên ngưỡng cửa của cái đói, và cái hoàn cảnh của Thị lúc này là trên đã cận kề cái chết rồi. Và cô đưa cái chi tiết là trên khuôn mặt của Thị xám ngắt, chỉ còn thấy hai con mắt đấy, nhô cái ngực lép nhô lên thể hiện cái sự đói rách đói khát khi đứng trước cái nạn đói này. Và Thị làm vợ anh cu chàng, thì lúc này cô giới thiệu về hoàn cảnh của Thị nhá. Rồi cô mới giới thiệu về cái tình huống chuyện để dẫn đến việc là Thị theo chàng về nhà và Thị theo không chàng về làm vợ. Cái đoạn này các bạn hiểu không ạ? Thì Thị mong chờ bao nhiêu, Thị hy vọng bao nhiêu, thì lúc này nhìn thấy gia cảnh của chàng, Thị thất vọng bấy nhiêu. Ok ạ? Cái gì đấy? Được chưa? Xong chưa? Thế đã hiểu là thứ nhất đã giải quyết được cho bạn một cái câu, đó chính là thế nhân vật, giới thiệu nhân vật ở đâu và có giới thiệu tình huống chuyện hay không. Thì cô nói rằng là cô sẽ không tách nó làm luận điểm đầu tiên để viết vào bài, mà cô sẽ viết đan cài vào trong quá trình mà cô phân tích, cô mổ xẻ, cô cảm nhận đoạn trích. Bởi vì đây là phân tích đoạn trích, vậy thì tất cả những cái nội dung luận điểm bạn phải làm sáng tỏ cho đoạn trích. Nên luận điểm đầu tiên cô sẽ viết là tâm trạng của Thị khi đứng trước gia cảnh của chàng, đó chính là tâm trạng của sự thất vọng. Và Thị thất vọng bởi vì Thị là người đứng giữa, đứng trên cái cánh cửa của địa ngục. Thị lúc này rất đói rất khát và chờ cho mình một cái chốn nương thân. Thị quyết định rũ bỏ tất cả đi theo không chàng về làm vợ, cũng chỉ hy vọng rằng là có một cái nơi để bấu víu, có một cái nơi để nương tựa, có một cái nơi để che nắng che mưa. Bởi Thị là một con số không tròn trĩnh, không nhà, không cửa, không người thân thích, thậm chí không có cả một cái tên. Cái việc mà Thị không có tên ấy, không phải là nhà văn Kim Lân không đủ chữ để có thể đặt cho Thị một cái tên, không phải là nhà văn Kim Lân không có cho mình một cái tên để đặt cho Thị, mà Thị là sự hiện thân của rất 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 nhiều người phụ nữ mang trong mình cái hoàn cảnh như thế trong nạn đói năm 1945. Ok, xong chưa? Vừa giải quyết được giới thiệu nhân vật, vừa giải quyết được tình huống, lại giải quyết được cả cái tâm trạng và nắn được vào sâu cái đoạn trích này. Ok. Vậy thì sau cái buổi hôm nay đừng có bạn nào thắc mắc với cô là ô thế cô Dương không giới thiệu nhân vật là cảm thấy vô lý ghê luôn, không giống với giáo viên ở trên lớp em dạy một chút nào cả, không giống với những gì mà em đã được biết. Thì hôm nay cô đã giải quyết cho các bạn rồi nhá. Giải quyết cho các bạn rồi. Nếu tách tình huống chuyện và giới thiệu nhân vật thành một luận điểm thì thừa, với không đủ thời gian để làm rõ tâm lý. Với cái thứ hai nữa là mình không làm nổi bật được đoạn trích mà mình đang viết. Được chưa ạ? À? Thế nhá. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, vậy xong cái luận điểm thứ nhất đó chính là vậy xong cái ý thứ nhất đó chính là Thị thất vọng.
Thị thất vọng khi chứng kiến gia cảnh của chàng, bởi vì cái hy vọng của thị ấy, nó đã không đúng như những gì mà thị nghĩ, nó không đúng như những gì mà thị mong chờ. Các bạn lưu ý rằng là ở những cái live stream này thì cô xin phép là cô không phân tích kỹ, bởi vì thật ra là cái thời điểm này nếu để như cô phân tích lại vợ nhặt á, phân tích lại chi tiết vợ nhặt á, thì cô sẽ phải phân tích đến chục tiếng mất, cô sẽ phải phân tích đến gọi là mười mấy tiếng mất. Nếu cô sẽ tập trung vào cái việc là giải quyết cho bạn luận điểm và giải thích tại sao nó lại như thế, tập trung vào tìm luận điểm, nhớ luận điểm và tìm ý để chứng minh cho luận điểm đấy. Chứ ở cái thời gian này cô sẽ không phân tích kỹ, trừ một cái tác phẩm duy nhất cô phân tích kỹ, đó chính là bài thơ Đất Nước thôi. Còn tất cả những cái tác phẩm khác bạn có thể lên YouTube để các bạn xem, hoặc và ở những cái live stream này cô chỉ tập trung nói về luận điểm, mổ xẻ đoạn trích thôi, chứ không có đi sâu vào phân tích nha. Được chưa? Luận điểm thứ nhất xong nha các bạn nha. Luận điểm, ý thứ nhất của luận điểm 1 là xong. Tâm trạng thất vọng của thị khi đứng trước gia cảnh của chàng. Tại sao thất vọng? Bởi vì cái hy vọng của thị, thất vọng vì cái hy vọng của thị đã không đúng như những gì thị mong chờ. Đấy, rồi ok hả? Và cái tiếp theo đó chính là nói về cái hình ảnh ngôi nhà của chàng. Ngôi nhà của chàng đấy chính là gì? Đấy chính là một cái ngôi nhà vắng teo, nắng rúm gió, trên mảnh vườn mọc lổ nhổ những búi cỏ dại. Nó rách, nó nát, nó rột, nó như là một cái túp lều dựng giữa một cái mảnh đất không có cái gì chắc chắn, không có cái gì trụ vững, không có cái gì để có thể gửi gắm hay nương tựa vào được. Nó nghèo đói, nó như là cái hiện thực này vậy. Nó trơ trọi, nó nghèo đói, nó vất vưởng như chính cuộc đời của thị. Cái, chị nhìn cái ngôi nhà của chàng ấy, thị hy vọng bao nhiêu thì thị thất vọng bấy nhiêu. Thị hy vọng nó sẽ là một nơi chắc chắn để che nắng che mưa, để gửi gắm được cả cuộc đời thị. Nhưng nó cũng lỏng lẻo như cái cuộc đời của thị vậy. Nó cũng vất vưởng như cái cuộc đời của thị vậy. Nó cũng trông chênh éo nó cũng trông chênh như cái cuộc đời của thị ấy. Làm sao nó đủ sức để có thể che nắng che mưa? Nên là ở cái chỗ này á, ở cái chỗ này thì cô sẽ lưu ý cho bạn một điều này. Cái chỗ này sẽ có thể liên hệ được. Nếu như những bạn nào tinh tế thì liên hệ. Nếu như đi thi á, nó cho vào cái đoạn này thì các bạn sẽ liên hệ được với đoạn sau. Nếu như nó cho cái đoạn sau thì bạn liên hệ với đoạn này. Các bạn nhớ rằng là trong cái tâm trạng của anh cô chàng vào buổi sáng hôm sau nhé, liên hệ này. Đó, hình ảnh ngôi nhà của chàng, nó rúm gió, nó vắng teo này, đúng không ạ? Rồi nó rúm gió này, đấy, mọc trên cái mảnh vườn lổ nhổ những búi cỏ dại. Nó cho thấy cái sự vất vưởng, nó cho thấy cái sự trông chênh, nó cho thấy cái sự gọi là eo ọt của một cái ngôi nhà mà dầm rột, cái ngôi nhà không thể nào có thể trụ vững được. Và các bạn có thể liên hệ. Có rất là nhiều bạn nói rằng là em rất là mong muốn tìm liên hệ. Nhưng có một cái sai lầm của các bạn là gì không? Các bạn thường rất thích đi và chỉ đi sưu tầm những giáo viên nào mà dạy cho bạn những cái chi tiết liên hệ mà ở một tác phẩm khác. Nhưng ấy, khi cái gì nó cũng có ưu điểm của nó và cái gì nó cũng có nhược điểm của nó. Khi mà bạn học phân tích của cô Dương ấy, thì thường là phân tích ngoài tác phẩm cũng có, nhưng cô rất chuộng những cái liên hệ trong tác phẩm. Bởi vì khi mà liên hệ trong tác phẩm nghĩa là bạn hiểu được sâu xa cái tác phẩm đấy. Khi mà bạn liên hệ được các chi tiết ở trong tác phẩm ấy, thì bạn sẽ tìm được cái bề sâu của những cái chi tiết xuất hiện trong tác phẩm. Đố các bạn biết cái chỗ này cô định liên hệ với cái gì? Xem các bạn nào có hiểu được ý cô Dương ạ? Học cô Dương bao nhiêu lâu nay, học cô Dương tháng ngày qua trên fanpage mà bây giờ các bạn không, các bạn không không tinh tế thì có khả năng là không hiểu được cô Dương rồi. Nào, theo các bạn chỗ này cô định Dương định liên hệ chỗ nào? Em chỉ sợ giáo viên chấm bài không nhận ra cái liên hệ trong tác phẩm đấy thôi. Người ta không nhận ra thì em phải là người nói cho người ta nhận ra. Tâm trạng của chàng vào sáng ngày hôm sau, tâm trạng cụ thể của nó là cái nào? Không gì kia. Cụ thể của nó là cái gì đây? Không hiểu được đâu. Sao lại không hiểu được đâu? Học cô Dương,
Học cô Dương bao nhiêu tháng ngày rồi mà cũng không thể tinh tế lên được tí nào à? Bàn tay vun vén của thị trong ngôi nhà không, chưa đúng. Ngồi liên hệ ngôi nhà của chàng vào buổi sáng hôm sau, đúng là liên hệ ngôi nhà của chàng vào buổi sáng hôm sau rồi. Các bạn để ý này. Các bạn sâu sắc hay không là cô biết ngay, các bạn nói, các bạn thở ra là cô biết các bạn sâu sắc hay không nhá. Các bạn để ý nhá. Anh cu chàng vào buổi sáng ngày hôm sau ấy, sau khi mà nhận thức được sự thay đổi về khung cảnh này, nhận thức được sự thay đổi về tâm trạng của bà cụ Tứ và người vợ nhạc vào buổi sáng hôm sau, chàng đó có sự chín chắn hơn, chàng đó có sự trưởng thành hơn. Và các bạn có để ý cái hình ảnh là chàng săn sắn bước ra sân để dự tu sửa lại căn nhà. Tại sao chàng lại dự tu sửa lại căn nhà? Bởi vì cái căn nhà đấy nó rúng gió quá, cái căn nhà đấy nó rột nát quá, căn nhà đấy nó trông tranh quá, cái căn nhà đấy nó mong manh quá, như đúng cái ngôi nhà hiện lên trong tâm trí của thị lúc theo chàng về làm vợ. Nên chàng không muốn để trong thị một cái sự lo lắng, một cái sự lo lắng về tương lai. Và chàng đã dự tu sửa lại căn nhà để củng cố cái niềm tin trong tất cả những thành viên trong gia đình, và đặc biệt là thị. Các bạn để ý cái hình ảnh này này. Cái hình ảnh này là hình ảnh một ngôi nhà rúng gió, một ngôi nhà rột nát, một ngôi nhà èo ọp, một ngôi nhà không có một cái chỗ, một cái gì vững chãi để ký thác cái tương lai ở trong đấy. Cái tương lai nó cũng giống như cái ngôi nhà, nó cũng rách nát như thế, nó cũng èo uột như thế, nó cũng chênh vênh như thế, nó cũng rụt nát như vậy. Thì sau khi nhận thức được sự trưởng thành của mình rồi, sau khi chín chắn hơn trong tâm trạng của mình rồi, trưởng thành hơn rồi, chàng mới tu sửa lại căn nhà để cho nó vững chắc hơn, để cho nó chắc chắn hơn, để cho những con người sống trong cái ngôi nhà đấy, người ta vững tin vào tương lai hơn. Đấy, được chưa? Liên hệ với cái chỗ đấy, được chưa? Được chưa? Xong chưa? Cái kiến thức này đã được lĩnh hội chưa? Hay là phải để nói lại một lần nữa đi ạ? Hả? Đấy, có cả đúng chưa? Xong chưa? Liên hệ với cái hình ảnh là chàng xăm xắn tu sửa lại căn nhà. Thế tại sao lại phải tu sửa lại căn nhà? Đúng ạ, tại sao lại phải tu sửa lại căn nhà? Bởi vì cái căn nhà đấy ấy, nó rất rột nát, nó rất trông tranh, nó rất èo ọp, nó rúm gió. Nó rúm gió như thế thì làm sao mà có thể trụ vững được cho tương lai? Nó rúm gió như thế thì làm sao có thể giữ vững được một mái ấm gia đình? Đúng không các bạn? Đấy, làm sao xây dựng được một mái ấm gia đình và trụ vững được một mái ấm gia đình? Đấy, thế cô mới nói với các bạn rằng là các bạn sâu sắc hay không, các bạn thở ra cô biết liền là các bạn có đọc kỹ tác phẩm hay không, các bạn có liên hệ được những chi tiết trong tác phẩm hay không. Thật sự là cô, nó thể hiện trong những cái suy nghĩ của bạn đó. Các bạn cứ đi tìm những cái chi tiết liên hệ ở tác phẩm A, tác phẩm B, tác phẩm C làm gì, trong khi trong chính cái tác phẩm này các bạn chỉ cần biết liên hệ những chi tiết và hình ảnh với nhau thôi, các bạn thừa có một nội dung sâu sắc. Nhưng cơ bản là các bạn không làm. Đúng không ạ? Các bạn không làm. Các bạn không làm thì kệ các bạn thôi. Đúng không ạ? Thế nhá. Kiến thức được tiếp thu chưa? Để cô sang một cái nội dung khác này. Thế nhá. Rồi, sau cái tâm trạng thất vọng đấy, từ đây đến đây này là tâm trạng của sự thất vọng. Nhưng sang đến câu văn tiếp theo thì nó không còn là thất vọng nữa này. Thì đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực lép nhô hẳn lên, nén một tiếng thở dài. Cái câu văn này sẽ cho thấy sự thất vọng nhá. Câu văn chữ đỏ này là cho thấy sự thất vọng này. Câu văn chữ đỏ này là cho thấy cái tâm trạng của sự thất vọng. Nhưng sang đến câu văn thứ hai là không cho thấy sự thất vọng nữa đâu. Cô đã nói các bạn rất nhiều lần rồi á, phân tích đoạn trích là phải tập trung vào mổ xẻ đoạn trích. Mổ càng sâu, mổ càng nhỏ thì sự phân tích của các bạn nó sẽ càng rõ. Ok. Nào. Rồi, nhìn đi. Ok nào. Tìm đi ạ. Nhá. Ok nào. Bên đây sang đến đây nó là cái tâm trạng gì? Sang đến đây thì nó là cái tâm trạng gì? Đúng không? Ok. Cái sự nén một tiếng thở dài. Thì nén một tiếng thở dài. Tiếng thở dài nó thể hiện cái gì? Tiếng thở dài nó thể hiện tâm trạng thất vọng của thị rồi. Thất vọng quá đi chứ, đúng không? Đấy, luận điểm 1 vừa mới xong rồi nhá. Thất vọng là thể hiện qua câu văn là thị lẳng lặng theo hắn về nhà. Có nghĩa là thị không nói gì cả. Đấy, vào giữa cái nhà thì nhìn thấy cái nhà rúng gió đấy,
cái nhà mọc lổ nhổ những mũi cỏ dại đấy thì im lặng. Im lặng thể hiện sự thất vọng. Có đúng không? Rồi ok. Tiếp theo, đến ý văn tiếp theo. Đúng không? Đến ý văn tiếp theo. Nó cho thấy cái tâm trạng gì của thị. Nó tâm trạng gì của thị nào? Nó tâm trạng gì? Thất vọng thì là đúng rồi. Đúng không ạ? Thất vọng thì là đúng rồi. Còn cái tâm trạng gì nữa không? Còn cái tâm trạng gì nữa? Ngoài thất vọng ra thì đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô hẳn lên, nén một tiếng thở dài. Cái nén một tiếng thở dài này nó cho thấy cái gì? Cái tâm trạng gì của thị? Cái tâm trạng gì của thị? Ý hai, nó cũng cho thấy cái sự thất vọng nha. Thất vọng quá đi chứ, nó cũng vẫn cho thấy cái sự thất vọng. Cái ý văn này này, cả cái ý văn này nó cho thấy sự thất vọng. Còn cái câu văn chữ đỏ này cho thấy rõ ràng sự thất vọng hơn. Tuy nhiên bên cạnh sự thất vọng ấy, nó còn một cái tâm trạng nữa, nó còn một cái vẻ đẹp nữa, nó còn một cái suy nghĩ nữa diễn ra trong tâm trí của người vợ nhỉ. Ok ạ, à? Nó chính là cái tâm trạng gì? Thử tìm xem nào. Thử tìm xem nó là cái tâm trạng gì. Tâm trạng của sự chấp nhận. Đúng rồi, có bạn trả lời đúng rồi. Cái tâm trạng của sự chấp nhận. Những cái ngổn ngang suy nghĩ này, những cái do dự có bỏ đi không này, nó còn thể, nó đã thể hiện ở cái sự thất vọng này rồi. Còn ở đến đây á, nó còn cho thấy sự thấp chấp nhận. Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì như này này, các bạn để ý nhé. Khi mà các bạn thở dài ấy, khi mà người ta đứng trước một cái hoàn cảnh, bởi vì như này này, bởi vì thật ra ấy, thì chấp nhận bởi vì trong cái nạn đói như này này, cả đất nước cùng đói, đâu đâu cũng có cái đói. Người ta không thể tìm cho mình được một miếng ăn, thôi thì có cái nhà để che nắng che mưa đó là hạnh phúc lắm rồi. Và thì cái tâm trạng này á, cái tiếng thở dài này á, nó cũng thể hiện cho cái sự chấp nhận đối với cái sự lựa chọn của mình, đối với cái gia cảnh của anh cu chàng. Bởi vì khi chàng đã theo không, và qua cái hành động này á, nó cũng thể hiện được cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, người con gái Việt Nam và người phụ nữ Việt Nam ấy, khi đã chấp nhận. Và nó cũng thể hiện cái tình nghĩa vợ chồng ở trong đấy. Người ta thường hay nói rằng là một ngày cũng là nghĩa tình vợ chồng. Nên trong cái đoạn văn, cái đoạn trích đất nước, các bạn nói là cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Có nghĩa là trong đoạn trích đấy cô cũng đã phân tích cho bạn là người ta đi từ những cái đắng cay, người ta đi từ những cái chua chát, và chính những cái đắng cay, những cái chua chát nó gộp lại thành những cái ngọt ngào. Nên là cái điều đáng trân trọng nhất của người phụ nữ Việt Nam đó chính là họ luôn luôn đồng cam cộng khổ, họ luôn luôn sẵn sàng chấp nhận và đi từ những cái cay đắng, những cái mặn mòi để lớn lên thành những cái ngọt ngào. Và người vợ Nhật trong chỗ này cũng thế. Khi mà đứng trước cái gia cảnh của anh cu chàng, rất thất vọng về nó, rất thất vọng về cái hy vọng của mình đã không trở thành hiện thực, mà nó đi ngược lại hoàn toàn so với những gì thị nghĩ, thì cũng đã chấp nhận với cái sự lựa chọn của mình là đã theo chàng về làm vợ, thì cũng sẽ chọn nghĩa vợ tình là vợ chồng. Ở cái đoạn này á, thị hoàn toàn có thể bỏ đi, thị hoàn toàn có thể không vào nhà anh cu chàng để bắt đầu một cái mái ấm gia đình. Thị hoàn toàn có thể bỏ đi, điều đấy rất dễ hiểu. Bởi vì cái hy vọng về gia đình của anh cu chàng ấy, nó không giống như những gì mà thị kỳ vọng. Thị đang là người không nhà, không cửa, không nơi nương tựa, đang cần một cái phao để bấu víu. Mà về đến nhà chàng thì nhận ra cái phao này nó rách quá, nó nát ngang ngửa mình, thì làm sao nó có thể che chở cho mình được, làm sao nó có thể vực mình, vớt mình được qua cái cơn đói cơn khát này. Thị hoàn toàn có thể bỏ đi, nhưng thị không làm thế. Nó thể hiện một sự chấp nhận đồng hoàn cảnh với những người cùng hoàn cảnh với mình. Thế nên là thị mới nén một tiếng thở dài, là bởi lẽ như thế. Được chưa? Xong chưa? Thì đấy chính là cái tâm trạng thứ hai. Đấy chính là cái tâm trạng thứ hai, là tâm trạng của sự chấp nhận. Và qua cái sự chấp nhận này này, nó cho thấy cái vẻ đẹp bên trong của người vợ Nhật. Và đó là lý do để đến buổi sáng ngày hôm sau,
thị thay đổi đổi hoàn toàn so với thị ở người vợ ở trong chợ tỉnh nhá. Cái chỗ này này, sau khi mà bạn viết xong như ý mà cô vừa nói, bạn hoàn toàn có thể liên hệ. Đấy, đấy là lý do tại sao đến sáng ngày hôm sau thị thay đổi hoàn toàn và trái ngược hoàn toàn so với thị ở chợ tỉnh. Không còn trao chát nữa, không còn đanh đá nữa, không còn tròn lỏ nữa, mà thay đó vào là một người vợ Nhật hiền hậu đúng mực. Tại sao lại hiền hậu đúng mực vào buổi sáng hôm sau? Bởi vì lúc đấy thị quay trở về làm chính mình, chấp nhận là một thành viên trong cái gia đình nhỏ bé này. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa các bạn? Được chưa? Rồi nha. Đó chính là cái tâm trạng thứ ạ. Đấy chính là tâm trạng của thị khi đứng trước gia cảnh của chàng. Rồi sang đến luận điểm thứ hai đi các bạn. Ồ, chàng xăm xăm bước vào nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát, sống áo vứt bừa bộn cả trên giường và dưới đất. Hắn quay ra nhìn thị cười cười, không có người đàn bà, nhà cửa nó thế đấy. Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo, chàng vỗ xuống, đon đả, ngồi đây, ngồi đây. Đấy, thị theo lời hắn, thì theo các bạn, cái ý tiếp theo là miêu tả tâm trạng gì? Đây, cô nói luôn là tâm trạng của chàng. Thế theo các bạn, cái tâm trạng này tâm trạng gì? Cái tâm trạng gì? Chàng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát, sống áo vứt bừa bộn cả trên giường và dưới đất. Hắn quay lại nhìn thị, không có người đàn bà, nhà cửa nó thế đấy. Đây chính là ý văn cho thấy một cái tâm trạng của chàng. Đố các bạn nào tìm ra cái tâm trạng đấy là tâm trạng gì? Nào, tâm trạng đấy là tâm trạng gì nào? Có ai gọi được tên không? Hay là không gọi được tên luôn? Bồn chồn, ngại ngùng, tự ti về gia cảnh. Nếu như mà tự ti về gia cảnh ấy thì anh này anh ấy không xăm xăm bước vào đâu. Ở đây các bạn để ý nhé, hai lần nhà văn Kim Lân thể hiện cái hành động của anh cô chàng là xăm xăm. Xăm xăm nó thể hiện cho một cái hành động như nào ạ? Là một cái hành động mang tính chất gọi là tràn đầy cái động lực. Các bạn để ý đi, anh cô chàng vào buổi sáng hôm sau chàng xăm xăm bước ra giữa sân, dự là sẽ sửa lại căn nhà. Và đây nhà văn Kim Lân lại sử dụng thêm một cái tính từ nữa miêu tả cho hành động của anh cô chàng là xăm xăm bước vào trong nhà. Vậy theo các bạn nhé, nó thể hiện cái tâm trạng gì ạ? Không, ở đúng rồi, tâm trạng phấn khởi là đúng rồi. Nhưng mà rõ hơn đi, ở đây không có sự ngại ngùng đâu. Ở đây cũng không có cái sự ngượng nghịu đâu. Mà là gì ạ? Nó có sự phấn chấn, nó có sự phấn khởi. Đúng, nó cũng có sự hồn nhiên. Bên cạnh đấy sỏi lỏi thì không đúng rồi. Sỏi lỏi là cho đi cơ. Chỗ này không thể nào sỏi lỏi được. Chỗ này có một sự phấn chấn, có một sự chào đón, có một sự phấn khởi. Nhưng nó còn một cái nữa nhá. Chỗ cái luận điểm thứ hai đó chính là tâm trạng của chàng. Luận điểm 2 là tâm trạng của chàng khi mời thị vào nhà nhá. Tâm trạng của chàng khi mời thị vào nhà, đó chính là tâm trạng của sự phấn khởi. Đúng, chính xác. Đó chính là tâm trạng của sự phấn khởi. Đó chính là tâm trạng của gì mà các bạn kia bạn vừa dùng kia. Cái bạn gọi là cái bạn nào nhỉ? Phấn khởi này. Rồi sốt sắng. Phấn khởi. Đúng không ạ? Háo hức. Cũng đúng. Hồi hộp, bối rối, có chút bối rối chạm tim anh này ạ. Rồi có chút phấn khởi nhá. Phấn khởi được thể hiện chỗ nào? Sợ phấn khởi được thể hiện chỗ là chàng xăm xăm bước vào nhà. Đấy, bước vào trong nhà. Đó ạ. Và mời thị một cách rất là phấn khởi. Đúng không ạ? Mời thị một cách rất là tự tin. Mời thị một cách rất là phấn khởi. Đúng không ạ? Đấy, rất là mời thị một cách rất là tự tin, rất là háo hức rồi nồng nhiệt để mời thị vào trong nhà. Đúng không? Mời thị vào trong nhà. Đấy, nhấc tấm phên rách sang một bên. Mặc dù nó là một tấm phên rách thôi,
Nhưng mà chàng cũng tự tin để nhấc nó sang một bên. Không có một cái gì tự ti về sự nghèo khó cả. Không có một cái gì tự ti về cái sự rách nát về cái hoàn cảnh của mình cả. Các bạn để ý đi. Nó không có một cái gì tự tin luôn. Bạn để ý này. Chàng xăm xăm bước vào nhà. Nếu như mà chàng mà không là chàng tự ti á, thì chàng không thể xăm xăm bước vào nhà được như thế đâu. Nó phải có một cái sự mạnh dạn, nó phải có một cái sự tự tin thì chàng mới có thể xăm xăm bước vào nhà như thế được. Rồi nhấc cái tấm phên rách, mặc dù cái tấm phên đã rất rách rồi, rất nát rồi, nhưng chàng vẫn tự tin nhấc nó sang một bên. Những cái hành động rất rất khoát, những cái hành động thể hiện một cái sự phấn khởi của một con người đang chuẩn bị bước vào một mái ấm gia đình, đang mời người vợ của mình vào ngôi nhà để bắt đầu những tháng ngày của một mái ấm gia đình hạnh phúc. Đó, rồi đây chính là cái tâm trạng phấn khởi, nó được thể hiện qua hành động xăm xăm bước vào nhà. Chàng dứt khoát nhấc tấm phên rách sang một bên, đúng không ạ? Và cái hành động thu dọn nhà cửa rồi nồi niêu bát đĩa sống áo vất bừa bộn ở trên nhà, thì đấy chính là tâm trạng thứ nhất, đó chính là tâm trạng của sự phấn khởi. Nhưng bên cạnh đó nó còn một tâm trạng nữa, có bạn nào nhìn ra không ạ? À, ok. Rồi, còn một cái tâm trạng nữa. Đó là tâm trạng gì ạ? Đó chính là tâm trạng của gửi gắm niềm tin, sự ngại ngùng trong việc gửi gắm niềm tin. Cô nói bạn nhé, cái chỗ này này, ở đây nó cũng có sự ngượng ngùng. Đấy, tâm trạng thứ nhất là tâm trạng của sự phấn khởi nhá. Khi chàng xăm xăm bước vào nhà, bên cạnh nó cũng có một cái tâm trạng của sự ngại ngùng, cái tâm trạng của sự ngượng ngùng. Đấy, rồi nó cũng có một cái tâm trạng gọi là ok, đến cái tâm trạng thứ hai, đó chính là tâm trạng của sự ngại ngùng. Đấy, ngượng nghịu trước cái hoàn cảnh của mình, trước cái hoàn cảnh. Ok, đến bây giờ mới bắt đầu ngượng nghịu này. Khi mà chàng thu dọn niêu bát này, sống áo bừa bộn trên giường dưới đất này, thì lúc này chàng mới ngại. Chàng ngại vì sao? Ngại vì nhà bừa bộn, ngại vì quần áo rồi vất bừa bãi trên nhà. Nghĩa là ngại vì cái ngôi nhà đấy nó bừa bộn, ngại vì những cái niêu bát vất lung tung bành ở trong nhà, nó lộn xộn, nó bừa bộn. Chàng nhớ nhá, chàng ngại ngùng không phải là vì nghèo nhá các bạn nhá. Có rất nhiều bạn biết sai cái chi tiết này. Chàng ngại ngùng trước cái hoàn cảnh của mình ấy, trước cái gia cảnh của mình ấy, không phải là ngại vì nghèo, không phải ngượng vì nghèo, mà chàng ngượng vì cái nhà cửa nó lộn xộn, nó bừa bộn, nó lung tung bành. Được chưa? Ngại vì nhà cửa lộn xộn. Đấy, quần áo rồi niêu bát bừa bộn hết cả ra nhà, nó không được gọn gàng. Được chưa? Chính vì nó không gọn gàng, chính vì nó lộn xộn, chính vì nó bừa bộn, nên là nó mới diễn đến cái tâm trạng thứ ba của chàng. Đó chính là gửi gắm niềm tin. Gửi gắm niềm tin. Tại sao cô lại nói là gửi gắm niềm tin? Chàng có nói một câu là không có người đàn bà, nhà cửa nó thế đấy. Có nghĩa là gì? Chàng gửi gắm niềm tin của chàng vào bàn tay của thị. Có nghĩa rằng là chàng đổ lỗi, chàng không phải đổ, chàng đổ lỗi là nhà cửa nó nghèo như này này, nhà cửa nó rách nát như này này, nhà cửa nó bừa bộn như này này, quần áo nó sộc sạch như này này, cuộc đời của chàng nó lung tung bành lên như này này. Không phải là do nghèo, mà do không có bàn tay của người đàn bà. Cái điều này các bạn đã thấy rất rõ ở trong cái chuyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Ca. Chí khi mà nhìn thị chăm sóc, thị nở chăm sóc cho mình ấy, thì Chí đang nhớ về cái giấc mơ ngày xưa. Đó chính là chồng quốc mướn vợ cày thuê chung lại thì nuôi một con lợn. Có nghĩa là gì? Khi có người đàn bà vào cuộc đời của mình thì cái cuộc đời của Chí ấy, nó sẽ sang một trang khác. Nó không còn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại nữa. Thị sẽ là người bắc cầu cho Chí quay trở lại với thế giới của những người lương thiện. Có nghĩa rằng bàn tay của người đàn bà ấy, nó sẽ nắn lại, chỉnh lại, sắp xếp lại cuộc đời của những người đàn ông như chàng và như Chí Phèo. Vậy thì qua cái câu văn này, qua cái lời thổ lộ này, đã cho thấy niềm tin của chàng đặt vào bàn tay của thị nở. À, bàn tay của thị, đó chính là không có người đàn bà, nhà cửa nó thế đấy. Nó là một cái câu thanh minh, rất là
dễ rất là đáng yêu của chàng. Nó là một cái câu thanh minh rất là vô tư của chàng. Không có người đàn bà nhà cửa nó thế đấy. Có nghĩa là nhà cửa nó rách nát này, nhà cửa nó bừa bộn này, nhà cửa nó nghèo đói này, nó túng quẫn này, là do không có bàn tay của người đàn bà. Bởi vì sao? Bởi vì chàng đến bây giờ đã đến tuổi rồi, thế nhưng mà vẫn còn một mình, thế nhưng vẫn còn lẻ bóng. Thế nên là đối với tâm trạng của bà cậu Tứ ấy, đối với chàng là gì? Chứ chàng yên bề nó thì mình nhắm mắt cũng xuôi tay. Bà cậu Tứ đến bây giờ khi đã gần đất xa trời rồi, đứng trước ngưỡng cửa của cái đói để đẩy mình xuống cái địa ngục rồi, nhưng bà vẫn còn một cái niềm trăn trở trong mình là anh cu chàng chưa có gia đình, nên chàng nhắm, bà nhắm mắt vẫn chưa yên, đúng chưa ạ? Thế nên là cái câu nói này của chàng này nó cho thấy một cái khao khát, một cái niềm tin vào tương lai, nhưng cũng cho thấy cái khao khát về một mái ấm gia đình rất rõ. Thế nên khi nói về cái câu này này, nó không đơn thuần chỉ là cái niềm tin đâu, mà nó còn ký thác một khao khát về mái ấm gia đình. Khi có gia đình, khi có bàn tay người phụ nữ thì cuộc đời của chàng sẽ được sắp xếp lại, cái ngôi nhà nó cũng được sắp xếp lại, và khi nó sắp xếp lại thì nó cũng sẽ gọn gàng hơn. Nó gọn gàng hơn thì tương lai nó tươi sáng hơn. Thì nó ký thác cái khao khát về một mái ấm gia đình, bên cạnh đó còn là nơi gửi gắm niềm tin vào tương lai. Được chưa? Xong chưa? Chính xác, câu nói vừa để chống đỡ, vừa để giải bày, vừa để thanh minh, vừa để chữa ngựa, nhưng cũng là câu nói ký thác niềm tin và gửi gắm tương lai vào chàng. Ok nhá, à vào thị, rồi viết cái câu nói này. Đây là cái câu nói, đây chính là câu nói, đây là câu nói, ghi vào đi, đọc cho mà biết. Các bạn ghi đi nhá, cô không ghi đâu. Đây là câu nói vừa để chống đỡ, vừa để giải bày, xen chút ngượng ngùng, thế sẽ là câu thanh minh, nhưng cũng vừa là câu nói gửi gắm niềm tin, ký thác một khao khát về một mái ấm gia đình đầy mãnh liệt trong chàng. Ghi đi, tôi không ghi hổ đâu. Ghi đi nhá, có ông nào ghi, ghi nhanh lên để cho các bạn còn ghi với. Nào, câu nói không có người đàn bà nhà cửa nó thế đấy là câu nói vừa để giải bày, vừa để thanh minh, xen chút chữa, xen lẫn chút chữa ngựa, nhưng cũng là câu nói gửi gắm trọn vẹn niềm tin của chàng vào thị, gửi gắm trọn vẹn khao khát về một mái ấm gia đình trong bàn tay thị. Và qua cái chi tiết này, bình giúp cô Dương, bình luận đi. Riêng đối với đến với văn cô Dương phải bình luận này. Từ cái câu văn này này, các bạn để ý nhá, thân phận phải là một người rất yêu những con người có hoàn cảnh như thị và thị, như thị là một con người phải sống trong cái hoàn cảnh của thị, Kim Lân mới cho một câu nói không chỉ giải bày tất cả nỗi lòng khao khát của chàng, mà còn là một câu nói khẳng định vị trí của thị. Khi ở cái đoạn văn trước ấy, bạn thấy rằng là thị là một người rẻ rúng, thị là một người mà như cọng rơm cọng cỏ, thị là một người bị nhặt về một cách dễ dàng. Khi nhặt về một cách dễ dàng, khi rẻ rúng như thế, khi bỏ hết cái sự tự trọng của mình để theo về một người đàn ông, thì thị không hề có một cái giá trị gì cả. Nhưng qua câu nói này của chàng, giá trị của thị đã được khẳng định một cách vô cùng quyết liệt. Tại sao lại được khẳng định? Bởi vì sao ạ? Bởi vì thị, cái thân phận của thị, cái vị trí của thị, cái giá trị của thị, nó không còn là giá trị của một cọng rơm cọng cỏ, nó không còn là một cái giá trị của một người rẻ rúng, mà là giá trị có tầm quan trọng sắp xếp lại cả một cuộc đời, cả một tương lai của chàng. Đúng không ạ? Phải yêu người lao động lắm, phải yêu những con người cùng hoàn cảnh lắm, phải sống trong cái hoàn cảnh đấy, nhà văn Kim Lân mới cảm nhận được sự rẻ rúng của con người. Người ta đau đớn như thế nào, người ta đau đớn như thế nào trước sự rẻ rúng của mình. Và nhà văn Kim Lân đã từng tâm sự rằng: tôi đã trải qua cái nạn đói đấy, nên hiểu những con người trong nạn đói, người ta khao khát gì, số phận của họ ra sao, giá trị của họ thế nào, thì tôi mới viết nên được một câu chuyện đầy ý nghĩa thế này.
Và qua đây chúng ta thấy yêu ngòi bút của Kim Lân vô cùng. Chúng ta thấy khâm phục cái tấm lòng của nhà văn Kim Lân đối với những con người mà có cho mình cái hoàn cảnh như thị. Người ta đau đớn, không ai người ta muốn có cho mình một cái sự éo le như thế. Nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy nên cái thân phận, cái cuộc đời của người ta mới rơi tõm xuống cái thung lũng của vực thẳm như thế. Nhưng con người ta vẫn sống là một con người, vẫn có giá trị riêng của mình. Cũng như trên bầu trời có rất nhiều vì sao, ánh sáng của chúng ta có không thể không là ánh sáng sáng nhất, nhưng cũng là một vì sao góp cho bầu trời thêm lung linh và rực rỡ hơn. Trong cuộc đời này cũng có những lúc thăng lúc trầm, cũng có những gam màu rực rỡ và có những gam màu u ám. Chính những gam màu u ám mới tô điểm cho những gam màu rực rỡ. Và cuộc đời của thị cũng thế. Có đúng không hả các bạn? Đúng chưa ạ? Đúng chưa? Các bạn cứ đi tìm cái chi tiết ca ngợi ở đâu ấy. Kim Lân là nhà văn của đồng ruộng. Kim Lân là nhà văn của nông thôn và người nông dân. Mà là người nông dân ấy, người nông thôn ấy, họ không mơ ước những cái gì cao xa và lớn lao. Họ chỉ cần cái giá trị của họ được khẳng định mà thôi. Và cái điều này bạn cũng sẽ thấy rất rõ nhé, trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn trong truyện ngắn Lão Hạc. Chỉ những người nào yêu người lao động, chỉ những người nào yêu người nông dân, sống trong cuộc đời của những người nông dân, thì họ mới có thể rung lên những tiếng nấc của người nông dân mà thôi. Các bạn để ý mà xem, trong chuyện trong nhân vật Lão Hạc, đúng rồi, trong nhân vật Lão Hạc, các bạn để ý đấy ạ, kể cả khi ông ấy sẵn sàng ăn bả chó để chết, nhưng không thể làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của mình. Các bạn để ý không ạ? Đúng không các bạn? Đấy, khi mà các bạn để ý đi, trong chuyện ngắn có rất nhiều chuyện ngắn khác, chứ đừng có nói những chuyện ngắn này. Các bạn để ý đi, trong Lão Hạc, ông ấy có thể sẵn sàng ăn bả chó để chết như một con chó dằn vặt quằn quại và đầy đau đớn, nhưng ông ấy không làm gì để ảnh hưởng đến lòng tự trọng của một con người. Và thị cũng thế các bạn, phải yêu người nông dân lắm, hiểu họ lắm, nấc lên từng tiếng nấc sâu thẳm trong trái tim và nỗi lòng của họ, Kim Lân mới có thể viết được như thế. Không thì không viết được như thế đâu. Ok nhá. Rồi ạ. Ok xong chưa? Đây một cái câu này thôi mà bình đến cả trang ấy đừng đủ. Nó bảo là cô ấy đoạn này không có gì để viết cô ạ. Cô ấy đoạn này không có gì để viết, em đau đớn bởi vì đoạn này không gì viết. Đấy viết ra cả rổ luôn chứ đừng nói thì không có gì để viết đúng không? Rồi sau hôm nay đầu óc của mình tã tà tà đấy nhỉ. Ôi thôi chết rồi. Chết. Nắn chỉnh lại nhan sắc cái đó. Đúng không? Nắn chỉnh lại nhan sắc cái đó. Chết, vừa đấy cho con đi ngủ mà chưa kịp gọi là buộc lại cái tóc luôn ấy. Thôi đừng chú ý đến nhan sắc của em. Hãy chú ý đến bài giảng đi. Bỏ ra cho nó dịu dàng và nhẹ nhàng đấy, không nó như con sư tử đang đêm lồng lộn thế này, chết. Xong chưa? Không phải là viết cả Lão Hạc vào, mà là nói về cái nhận thức và giá trị của họ thôi nhá. Không, cô là vẻ đẹp của sự nhiệt huyết thôi, chứ cô không phải là vẻ đẹp của sự tri thức. Tri thức rồi cô nghĩ rằng là cái kiểu tí tởn như cô, nó không phải là vẻ đẹp của chứ cô là vẻ đẹp của sự nhiệt huyết thôi. Rồi ok, xong chưa? Cô toát lên vẻ đẹp của sự nhiệt huyết là đủ rồi. Rồi nhá, xong rồi nhá. Rồi sang chi tiết thứ hai với các bố lão rồi. Thế bây giờ các bố lão đã hình dung là mình viết cái gì chưa? Có nhiều ý để viết chứ không phải là... Nói thật mà là khi mà các bạn đã bám được vào các từ khóa ấy, thì các bạn viết cực kỳ nhiều luôn. Tô đậm cho cô mấy cái từ khóa này vào, ghi mấy cái từ khóa này vào. Thế nhá, tâm trạng thứ hai này. Đây là tâm trạng 1. Đây là luận điểm 2 nhá. Còn đây là luận điểm 1 nhá. Đừng, sau khi học cô Dương xong ấy, đừng có nói rằng là không có ý để viết, chỉ có cả dở ý để viết thôi. Được chưa? Xong chưa? Chết, con bé trà Coca kia nó nói một câu của cô ấy là
cái gì kia, phải là phải yêu người nông dân lắm, hiểu họ lắm mới có thể nấc lên từng tiếng nấc sâu thẳm trong trái tim mỗi người. Ok, bây giờ các bạn viết nhanh thì các bạn viết thế vào trong bài viết, các bạn sẽ trau chuốt nó lại. Còn bây giờ các bạn viết làm sao để cho nhớ cái đã, còn sau này các bạn viết nó trau chuốt lại. Khi nghe cô Bình xong em đã bị thuyết phục, đã bị yêu nhà văn hơn đúng không? Có khi đọc đoạn văn này xong là các bạn cũng cảm thấy không yêu nhà văn Kim Lân đâu, nhưng mà đọc xong cái này cảm thấy yêu đúng không ạ? Ok à? Rồi ok nhá, Bình thì tự vào ghi và đi, lại còn bắt tôi Bình vào đây nữa, mệt làm sao mà ghi rồi. Rồi ok, đến tâm trạng tiếp theo này. Thị nhếch mép cười nhạt, hắn vỗ xuống giường đon đả. Ngồi đây, ngồi xuống đây, tự nhiên đi em ơi. Ok, cái đoạn văn này cho thấy cái tâm trạng gì à? Nhớ là phải tìm tâm trạng nhé, tìm luận điểm nhé. Ok à, tìm luận điểm này. Ở trong đây ấy, nó có một cái sự vô tư của chàng. Đấy, đúng không? Làm sao trách được chàng? Chàng vô tư là đúng rồi. Chàng vô tư vì chàng vốn là chàng trai ngờ ngạch tổ tạch có lớn mà không có khôn mà. Đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ để ý này. Ở chỗ này cô sẽ bình thêm cho bạn một cái chi tiết nữa. Ở chỗ này cô sẽ bình thêm cho bạn một chi tiết nữa. Bạn nào ghi được thì ghi, không ghi được thì thôi nha. Các bạn sẽ để ý này. Thị càng chín chắn bao nhiêu, thị càng chín chắn bao nhiêu, thị càng suy nghĩ bao nhiêu thì chàng lại vô tư bấy nhiêu. Nó cho thấy cái sự đối ngược của hai nhân vật. Đấy, và trong rất là nhiều những tác phẩm nó luôn luôn có cái sự đối nghịch như thế. Chính vì chàng càng ngờ ngạch, càng tồ tạch, càng vô tư thì phải cần một người mà có sự sâu lắng, có sự sâu sắc, có sự chín chắn, có sự trưởng thành. Và cái ý này á, nó cũng cho thấy là các nhà văn viết về người lao động ấy, viết về người nông dân ấy, họ rất là hiểu về con người. Bởi vì ngày xưa các cụ thường hay có một cái câu như này, cái này để cô nói cho bạn hiểu thôi. Các cụ thường hay nói cái câu đó chính là cái gì nhỉ? Các cụ thường hay có một cái câu nói gì về vợ chồng mà mang cái tính chất gọi là bù đắp cho nhau nhỉ? Tự dưng cô quên mất rồi. Thì các bạn sẽ thấy như này này. Các bạn sẽ thấy nhá. Đối với thị và chàng ấy, nó như là hai cái mảnh ghép trái ngược nhau để hoàn thiện về một bức tranh gia đình. Chàng vô tư bao nhiêu, ngờ nghịch bao nhiêu, tổ tịch bao nhiêu thì bù lại, thì lại là người chín chắn, sâu sắc và rất là thấu đáo ở trong cái suy nghĩ của mình. Dường như trong tất cả những các phẩm văn học ấy, nó dường như có sự đối nghịch như thế. Các bạn nhìn giúp cô vào chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ cũng có sự đối nghịch. Mị càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng quyết liệt bao nhiêu thì A Phủ lại có một cái sự trầm lắng bấy nhiêu. Các bạn để ý nhé, khi mà đứng trước những cái nghịch cảnh và đứng trước những cái sự bất công thì Mị trỗi dậy bấy nhiêu. Ví dụ như là khi Mị bị bắt phải làm dâu nhà Thống Lý Ba Cha, Mị đã rất là phản kháng với nó, Mị đã rất là quyết liệt với nó, Mị đã rất dữ dội đối với cái hoàn cảnh đấy. Nhưng A Phủ, các bạn để ý nhé, mặc dù A Phủ đánh A Sử là vì chính nghĩa là đúng, nhưng mà khi bị bắt về cúng trình ma ở nhà Thống Lý Ba Cha, A Phủ lại rất im lặng. Kể cả khi A Phủ bị đánh đến bầm dập rồi, đến chảy cả máu miệng rồi, hai khóe mắt, nhưng A Phủ vẫn im lặng. Thì chính cái sự đối nghịch đấy nó sẽ cho thấy rằng trong cái giây phút mà A Phủ trầm lắng nhất thì Mị càng khao khát và càng dữ dội. Thì cái điều đấy nó rất là đúng với sự đối nghịch giữa anh cô chàng và người vợ nhặt. Anh cô chàng là cái niềm khao khát ẩn sâu bên trong, còn người vợ nhặt ấy là cái khao khát mà trỗi dậy qua từng hành động luôn. Chính vì vậy nên là nó là cái bức tranh và là cái mảnh ghép còn thiếu của nhau. Cái này là cô Bình để cho các bạn hiểu thôi, chứ không có phải rằng là để cho các bạn biết vào. Ok ạ? Nha, chỗ này chúng ta sẽ nói thêm về cái nội dung như thế. A Phủ đấy, các bạn để ý đi. Trong chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ bạn thấy Mị quyết liệt bao nhiêu, Mị mạnh mẽ bao nhiêu, rồi Mị phản kháng trước cái ác bao nhiêu thì A Phủ lại không có sự phản kháng trước cái ác. A Phủ bị bắt về làm về cúng trình ma nhà Thống Lý, A Phủ cũng không hề phản kháng trước nó. Rồi A Phủ bị đánh, A Phủ cũng không hề có sự phản kháng lại. Các bạn đọc lại đoạn văn miêu tả về A Phủ bị đánh đi, nó cũng không hề có, đúng không ạ? Thì đấy, nó dường như là có một cái sự đối ngược như vậy. Thì các bạn nào mà học trong nhóm kín của cô Dương ấy, là bạn sẽ biết được là cô so sánh các bạn về nhân vật Mị và nhân vật A Phủ, đúng không ạ?
Có bạn nào nhóm kín ở đây đang xem không? Bạn nào học nhóm kín đây đang xem? Trong cái phần mà giảng cho các bạn về vợ chồng A Phủ ấy, thì cô có liên hệ cho các bạn là sự so sánh giữa Mị và A Phủ. Thì cái chỗ này các bạn cũng sẽ thấy rất rõ. Anh cô chàng cứ hớn hở bao nhiêu, chàng cứ vô tư bao nhiêu, rồi chàng cứ gọi là vui vẻ xăm xắn bao nhiêu, thì thị dường như rất im lặng. Đấy, tự trùng xuống, sâu lắng. Ok, đấy, đúng rồi. Con bé Hồng Ngọc kia nó không nhớ thì cô ấy đấm nó một cái luôn. Nhóm lý luận thì không có, nhóm lý luận không có. Chỉ có mỗi nhóm gọi là chuyên sâu thì có thôi. Xong chưa? Thế nhá, rồi ok ạ. Con bé Hương xin nhưng mà nó không có nhớ thì gọi là đấm cho nó chặt. Rồi ok, đứng trước cái sự đon đả của chàng, đứng trước cái sự gọi là xăm xắn của chàng, đứng trước cái tâm trạng vô tư của chàng, thì thị dường như rất im lặng. Đấy, và đứng trước cái sự đon đả của chàng nhá, thị nhếch mép cười nhạt. À đây không phải là đứng trước cái sự đon đả, đây này. Đứng trước cái câu nói của chàng thì thị nhếch mép cười nhạt. Có bạn nào phân tích được giúp cô là tại sao thị lại nhếch mép cười nhạt không ạ? Các bạn để ý này. Khi mà chàng gửi gắm niềm tin là không có người đàn bà, nhà cửa nó thế đấy, thì thị cười nhạt nhẽo. Sau đó là chàng mới đon đả mời thị ngồi xuống giường. Là ngồi xuống đây cho mỗi dỡ mỏi chân. Thì lúc đấy thị mới ngồi xuống và cả hai cùng ngượng nghịu. Nhưng cô muốn bạn, đây là một cái chi tiết mà nói thật bạn là viết đến cả hai trang luôn. Cô bắt đầu nói về nhỏ nhá. Thị nhếch mép cười nhạt, câu nói khiến cho người ta dễ lầm tưởng là thị đang chê gia cảnh của chàng, nhưng thực tế không phải vậy. Vì thị có gì hơn chàng đâu. Phải chăng cái cười nhạt nhẽo đấy là một sự tự thương mình của thị? Cười đấy nhưng lại khóc, khóc cho chính số phận của mình. Hình như cho ok, không không không. Cái câu này của Văn Tiến chưa hiểu đúng về cái câu văn này. Thế nhá, cô ơi khoan hãy nêu luận điểm. Xấu hổ cảm thấy không xứng đáng với niềm tin của chàng. Ok. Cái câu đấy của Văn Tiến chưa hiểu đúng về cái câu này đâu. Bạn nhìn này, thị nhếch mép cười nhạt. Cái câu này cho thấy thị cười cái gì? Cười gia cảnh của chàng à? Hay cười cái gì à? Cười gia cảnh của chàng tức là cười chàng à? Hay là cười cái gì? Đây, khi mà chàng nói rằng là không có người đàn bà nhà cửa nó thế đấy, có nghĩa là mình về với tớ thì mình sẽ sắp xếp lại cuộc đời cho tớ, rồi nhà nhiếc nhà cửa nó cũng sẽ quang khỏe hơn, tương lai nó cũng sáng lạn hơn từ bàn tay của ấy, đúng không ạ? Thế là thị nhếch mép cười nhạt. Thế thì cười cái gì? Cười cái gì? Cười của sự chấp nhận à? Không, đây chưa phải là sự cười chấp nhận. Sao con bé Quỳnh Mai nó học nhóm kín của cô mà nó đã kêu sự chế nhiễu là thế nào nhỉ? Chết rồi, đến giờ phút này bọn này nó trở nó trả hết cô kiến thức rồi. Cười vì suy nghĩ của thị. Ok, cười vì suy nghĩ của thị đúng không ạ? Cười về sự vô tư của chàng, không có phải đâu. Chàng cười, thị cười thị. Thị nhếch mép cười là thị cười thị. Tại sao lại như thế? Bởi vì này, đứng đến cái chỗ này á, anh cô chàng rất là xăm xắn, anh cô chàng rất là nồng nhiệt, anh cô chàng rất là đon đả, anh cô chàng rất là sôi nổi trong cái cuộc sống tương lai và nghĩ đến tương lai rất nhiều. Nhưng thị lúc này thì đang lo lắng cho cái hoàn cảnh hiện tại là có vượt qua được cái nọ nải đói hay không. Nên là thị không được vô tư như chàng, thị cũng không được gọi là xăm xắn như chàng, thị cũng không được gọi là hù hởi như chàng, mà thị đang lo cho tương lai phía trước. Lúc này là thị đã chấp nhận rồi nha các bạn nhá. Lúc này là thị đã chấp nhận cái cuộc sống và gia đình gia cảnh nhà anh cô chàng rồi, đã chấp nhận về cái việc nên duyên vợ chồng rồi, nên nó không còn ở cái suy nghĩ đó chính là cười về gia cảnh nữa đâu, nó cũng không còn cái tâm lý của việc là cười chàng nữa đâu, mà thị khi đã chấp nhận vợ chàng là thị sẽ nghĩ đến tương lai. Vậy đứng trước sự vô tư của chàng này, đứng trước cái hoàn cảnh như này, thì nghĩ rằng là à tương lai nó sẽ như thế nào. Thế thị dường như rất là trầm và dường như rất là xấu lắng, thì chàng vẫn rất là hồ hởi, chàng vẫn rất là vô tư, chàng gửi gắm niềm tin vào thị. Thế thị cười nhạt nhẽo ở đây là thị cười chính thị. Bởi vì sao? Thứ nhất nhá, cô sẽ phân tích này. Cái cười nhạt nhẽo này này là thị cười chính thị. Thị cười chính thị. Thị cười chính thị là thứ nhất đó chính là thị cười cho cái suy nghĩ ban đầu của mình.
Thị cười nhạt nhẽo cho cái suy nghĩ ban đầu của mình. Nghe phân tích nha. Cho suy nghĩ ban đầu của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái đoạn này các bạn nghe cô phân tích thật kỹ này, không là các bạn hiểu sai nha. Các bạn nghe cô phân tích thật kỹ không bạn hiểu sai. Khi mà anh cu chàng mời thị ăn, đấy ăn gì thì ăn, thì thị nói là ăn không ăn dầu. Và thị bảo ừ đấy ăn gì thì ăn đi. Thị ngồi xuống ăn một chặp bốn bát bánh đúc. Khi mà ăn xong ấy là cái sự sống của thị đã được cứu rỗi rồi. Và thị đang có rất là nhiều niềm tin để gửi gắm vào chàng. Và chàng nói một câu là dích bố cu, có nghĩa là tiền đầy túi. Và thị đã có trong một cái suy nghĩ là à, chàng sẽ giúp cho thị vượt qua được cái nạn đói này, là một cái phao để cho thị gửi gắm cuộc đời. Thế nên là thị mới quyết định đi theo không chàng phải làm vợ để ký gửi tương lai. Có đúng như vậy không ạ? Vậy thì trong cái suy nghĩ của thị ấy, suy nghĩ ban đầu của thị ấy là thị đi theo không chàng phải làm vợ vì biết chàng khấm khá hơn thị để giúp thị có thể cứu rỗi cuộc đời thị qua cái gia cảnh này, qua cái hoàn cảnh này, qua cái nạn đói này. Vậy trong thị nó đang có một cái suy nghĩ mang tính chất của một cái khao khát, là một cái suy nghĩ mà thị có thể dựa vào chàng. Nhưng ấy, chàng thì lại không đứng trên cái tâm thế của một người mà có thể dựa dẫm, mà chàng đứng trên tâm thế mời thị ăn xuất phát từ một cái khao khát mãnh liệt, là khao khát về một mái ấm gia đình. Nên tất cả việc từ mời thị ăn đến cái câu nói dích bố cu, rồi cái câu nói đùa là có về ở với tế thì ra khuân đồ lên xe rồi về. Sau đấy chàng rất là nồng nhiệt với thị, rất là hồ hởi với thị. Nào là mua cho thị cái thúng này, nào là cho thị ăn một bữa, đánh một bữa no nê rồi về này. Thì tất cả những cái hành động đấy của chàng ấy, nó xuất phát từ một khao khát hạnh phúc, và nó xuất phát từ cái khao khát của một người tốt bụng thật sự. Các bạn nhé, cái việc mà chàng mời thị ăn ấy, cái việc mà chàng mua cho thị một cái thúng ấy, cái việc mà chàng cho thị đi đánh một bữa no nê rồi về ấy, nó thể hiện cái khao khát thật sự của một người đàn ông, khao khát của một người ấm gia đình. Và nó là những hành động xuất phát từ một con người tốt bụng thật sự. Nhưng mà thị thì sao ạ? Thị không đứng trên cái khao khát là một mái ấm gia đình. Thị cũng không đứng trên một cái khao khát là của một người cảm ơn lòng tốt của chàng. Mà thị đứng trên một cái khao khát là nhờ vào chàng, dựa vào chàng, bấu víu vào chàng để vượt qua cái nạn đói. Thế nên lúc này á, đứng trước cái niềm tin của chàng ấy kìa, cái câu nói này của chàng nó ký thác niềm tin. Cái câu nói này của chàng nó là một câu nói đặt trọn vẹn cuộc đời của chàng vào bàn tay của thị. Nên thị cười nhạt nhẽo, bởi vì cái suy nghĩ ban đầu của mình nó không đúng với cái lòng tốt của anh cu chàng, nó không đúng với cái khao khát hạnh phúc của anh cu chàng. Nên chị cảm thấy xấu hổ trước cái suy nghĩ của mình, nên chị cười nhạt nhẽo về chính mình. Ok chưa ạ? Xong chưa? Đúng rồi các bạn ơi. Ok các bạn hiểu chưa ạ? Được chưa? Tí nữa like xong cô có thể xóa like luôn nhé. Ok. Đúng không? Đúng chưa? Này không phải là thị cười chàng đâu, thị cười chính mình. Các bạn cũng thế, cô chắc chắn cái tâm trạng này nó cũng đã từng xuất hiện trong các bạn rồi. Cô chắc chắn một điều như thế. Đúng chính xác. Chàng xuất phát từ sự chân thành, xuất phát từ lòng tốt thật sự, xuất phát từ khao khát hạnh phúc thật sự của một người khao khát hạnh phúc. Nhưng thị lại không suy nghĩ như thế. Thị suy nghĩ từ một con người mong muốn sự bấu víu, mong muốn một sự giúp đỡ để vượt qua nạn đó. Nên đứng trước cái sự vô tư, đứng trước cái sự tốt bộ, đứng trước một cái suy nghĩ về tương lai đầy sự trọn vẹn như thế, chẳng thị thấu xấu hổ trước chính bản thân mình. Nên thị cười nhạt nhẽo cho chính cuộc đời của mình, cho chính suy nghĩ của mình, cho chính hành động của mình. Đấy chưa? Ok ạ. Đâu em phân tích như nào để cô nói, để cô đọc lại cái bình luận của em nhá. Bạn Tiến bạn bảo rằng là mình suy nghĩ cũng đúng mà. Với cô đọc, để cô đọc lại cái bình luận của bạn Tiến xem nào.
cô đọc lại bình luận bạn Tiến vừa nãy là cô không thấy gì đấy nha. Bạn Tiến bạn nói rằng là, các bạn để ý xem là bạn Tiến bạn bảo bạn nói đúng. Ok à? Câu văn khiến người ta dễ lầm tưởng thị đang chê gia cảnh của chàng. Ở đây không phải là chê gia cảnh. Ở đây không phải là chê gia cảnh mà là chê cái lời, cái sự, cái tâm lý của chàng nhá. Nhưng thực tế không phải vậy, thị có hơn gì nhà chàng đâu. Hơn gì nhà chàng đâu là về hoàn cảnh đúng không? Phải chăng cái cười nhạt nhẽo ấy như một sự tự thương chính mình? Đây không phải là sự tự thương chính mình, mà đây là cười nhạt, cười khinh cho cái suy nghĩ của mình ấy. Chứ không phải là cười thương cho chính mình đâu ạ. Mà cười chính mình. Các bạn có biết rằng là cười mình và cười thương cho mình nó khác nhau như thế nào không ạ? Cái chỗ này của em chưa đúng đâu. Các bạn đúng không ạ? Bạn Văn Tiến, bạn bình luận này là chưa đúng đâu. Đây, bạn Văn Tiến, bạn bình luận như này. Các bạn đọc ở đây, bạn Văn Tiến, bạn bình luận là câu văn khiến cho người ta dễ lầm tưởng thị đang chê gia cảnh của chàng. Nhưng thực tế không phải vậy, vì thị có hơn gì nhà chàng đâu. Phải chăng cái cười nhạt nhẽo ấy là một sự tự thương chính mình? Ở đây không phải là tự thương chính mình. Như mị mới là tự thương chính mình nha các bạn nhé. Mị mới là thương chính mình. Khi nhìn thấy giọt nước mắt của ác phủ ấy, thị nghĩ về cuộc đời mình và thương mình, rồi thương đến người khác, thì đấy mới là thương. Còn cái chỗ này, thị cười nhạt nhẽo đấy không phải là thương, mà tự trách chính mình nhá. Khác nhau hoàn toàn nha. Đúng chưa? Đúng chưa hả Tiến ơi? Tiến ơi, đúng chưa em ơi? Đâu, bạn Tiến bạn ấy thuyết phục chưa để cô chuyển sang ý tiếp theo này? Ờ, đúng rồi, tự chế giễu chính mình, tự cười chính mình luôn ấy. Đố à? Rồi nhá, xong rồi nhá. Rồi tiếp đi. Sau đấy thì chàng đon đả, đúng không? Vậy xong cái chi tiết này nhá. Xong cái chi tiết luận điểm 1, luận điểm 2, bây giờ sang đến luận điểm 3 này. Chàng vỗ chàng đâu rồi, đến đâu rồi? Ok. Chàng vỗ xuống giường đon đả, ngồi đây, ngồi xuống đây tự nhiên. Người đàn bà theo lời hắn, ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai cùng ngượng nghịu. Chàng đứng tây ngây ra giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sờ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ. Rồi ok ạ, đoạn văn này thì sẽ cho thấy cái nội dung gì? Cô nhớ em mà, em nhắn tin trong nick phụ của cô là: cô ơi, trong cái phần 10 bài viết đấy, cô nhớ thằng cu Văn Tiến mà. Nếu như cô sai thì cô xin lỗi, nhưng cô chắc chắn này. Em nhắn trong nick phụ của cô là: cô ơi, em thấy 10 cái bài luyện tập đấy của nhóm lý luận văn học nó chưa đi hết tất cả những đặc trưng của văn học mà. Cô có thể đăng thêm những bài viết về các đặc trưng khác được không? Đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa hả Văn Tiến? Cô mà nói sai ấy. Đúng chưa? Có đúng chưa hả Văn Tiến? Đúng thì xác nhận nghe em nào. Làm sao mà quên được. Chưa kịp rep rồi em ơi. Bận quá chưa kịp rep. À tiện đây cô trả lời em luôn nhá. Trời ơi, đặc trưng thì nó có nhiều đặc trưng, làm sao mà viết hết được tất cả những đặc trưng. Cô chỉ viết để cho các bạn tham khảo xem là cái cách viết như thế nào thôi, để cho các bạn có thể linh hoạt trong cái quá trình và hình dung được cái bài viết như thế nào. Chứ làm sao mà viết hết được nhá. Ok ạ, à, tiếp đi. Xong chưa? Rồi, tiếp nào. Đoạn văn tiếp theo. Ý văn tiếp theo. Nào. Đúng chưa? Rồi, ý văn tiếp theo này cho thấy cái điều gì ạ? Cho thấy gì? Đấy, chàng vỗ xuống giường đon đả, ngồi đây, ngồi xuống đây tự nhiên. Người đàn bà theo hắn ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai bỗng ngượng nghịu. Đấy thì cái chỗ ngượng nghịu này cũng là cái tâm trạng mà xấu hổ của thị đúng không ạ? Cái chỗ này này, cái sự đon đả này của chàng thì bạn viết luôn vào cái sự đon đả ở bên trên đây. Cái chỗ này thì bạn nói luôn về, bạn đang nói về thị cái chỗ này đúng không? Bạn đang nói về cái nhếch mép này của thị thì bạn nói luôn cái tâm trạng này. Người đàn bà theo hắn ngồi mớm xuống mép giường. Thì các bạn là cái hành động mà ngồi mớm xuống mép giường của thị ấy là cho thấy sự xấu hổ đúng không ạ? Sự xấu hổ của thị. Hổ của thị.
trước sự đon đả của chàng, cái tâm trạng xấu hổ của thị trước sự đon đả của chàng. Chàng đon đả bao nhiêu thì thị lại càng gọi là xấu hổ bấy nhiêu, bởi vì chẳng thấy xấu hổ với cái suy nghĩ của mình mà, cảm thấy xấu hổ với cái suy nghĩ của mình nên chàng càng đon đả thì thị lại càng ngại, mà ngại đến cái mức mà chỉ ngồi mớm xuống mép giường thôi chứ không dám ngồi hẳn lên giường, mặc dù chàng nói là ngồi đây, ngồi xuống đây tự nhiên, đỡ mỏi chân tự nhiên, nhà mình rồi mà tự nhiên đi. Thì chàng thì thị xấu hổ, xấu hổ trước cái suy nghĩ của mình, xấu hổ trước cái ý nghĩ của mình với anh cu chàng, đấy là thị chỉ dám ngồi mớm xuống mép giường thôi chứ không dám ngồi hẳn lên cái giường, bởi vì ngại mà, xấu hổ mà. Đấy, thì đến cái lúc này bắt đầu là cả hai cùng ngượng nghịu, xong rồi bắt đầu là chàng tây ngây ra giữa nhà một lúc rồi thấy sợ sợ. Thì lúc này là chàng mới bắt đầu là gì ạ? À, nghĩ đến bà cụ Tứ. Xong rồi mới bắt đầu là nghĩ về cái quyết định của mình. Xong rồi chàng loanh quanh, rồi chàng đứng ngóng, chàng ra vào sân, rồi chàng lại đi vào. Thì lấy thế cho cái tâm trạng lóng ngóng của chàng, đúng không ạ? Lóng ngóng của chàng, chờ đợi của chàng để chờ bà cụ Tứ về để thưa chuyện. Thế đến cái lúc này thì bắt đầu là chàng mới bắt đầu nghĩ đến lý do này, nghĩ lý do là tại rồi nhận nên vợ nên chồng này. Đấy, nghĩ đến thì cái chỗ này bạn ý nhá, thì chàng tây ngây ra giữa nhà chợt thấy sợ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ, hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên, thì cho thấy cái tâm trạng như nào ạ. Tâm trạng lo sợ của chàng khi đứng trước cái vấn đề, cái chuyện hệ trọng của mình, phải thưa đứng trước một cái hoàn cảnh là phải thưa chuyện với bà cụ Tứ. Thế chàng hồi hộp, rồi chàng ngóng ra ngóng vào, rồi trộm nhìn đến đó kia. Xen lẫn với nó nhá, có cái câu văn này này là xen lẫn cái tâm trạng hạnh phúc, rồi cái tâm trạng vui mừng hạnh phúc của chàng khi đã có vợ có chồng, cái cảm giác lâng lâng của chàng khi đã có vợ, cái khao khát về hạnh phúc gia đình nó đã được thực hiện rồi, được chưa? Thì đấy chính là hai cái ý về sau mà bạn viết. Ok ạ, à, thế thôi, buổi live hôm nay chỉ thế thôi nha. Rồi cái mà gắt lên đây này, cái mà chàng gắt lên nó chỉ che giấu đi cái tâm trạng lóng ngóng của chàng khi chuẩn bị thưa chuyện với mẹ mà thôi. Ok, thôi được rồi. Vậy là đoạn văn này cô đã xử lý cho các bạn các luận điểm rồi nha, các ý rồi nha. Hello Tấn Thắng. Tấn Thắng nhận được vòng chưa em nhở? Đấy, nó nhận được vòng mà nó cũng chả phản hồi cho cô một cái gì cả. Đeo vừa tay không em ơi? Đeo vừa tay không em ơi? Thế nhá. Vậy là cô đã xử lý, cô ơi, luận điểm này như nào? Luận điểm thì em cứ cho về tâm trạng đi em ơi. Đây chính là tâm trạng lóng ngóng của chàng khi lóng ngóng lo sợ của chàng khi chuẩn bị đối mặt với bà cụ Tứ và giải bày về câu chuyện của mình. Còn cái tâm trạng thứ hai đó chính là tâm trạng hạnh phúc lâng lâng khi mà hạnh phúc khi mà có vợ. Đây cái đoạn văn này này là cho thấy cái sự lóng ngóng rồi lo lắng sợ sệt của chàng khi chuẩn bị thưa chuyện với mẹ. Còn cái đoạn đằng sau này này là thể đan xen với cái sự lóng ngóng đấy, lo sợ đấy, là một cái tâm trạng hạnh phúc của một con người sau bao nhiêu năm mong mỏi khao khát về một mái ấm thì đã có được. Thế nhá. Xong chưa? Rồi, xong chưa? Đấy, sắp xếp đây, sắp xếp đây. Ok, rồi sắp xếp nhá. Luận điểm 1 là tâm trạng của thị khi đứng trước gia cảnh của chàng. Thứ hai là tâm trạng của chàng khi mời thị vào nhà. Thứ ba đó chính là tâm trạng, đó chính là tâm trạng của thị, suy nghĩ của thị khi đứng trước sự đon đả của chàng. Tâm trạng của thị khi đứng trước sự đon đả của chàng. Cái tâm trạng thứ ba đó chính là tâm trạng lo sợ, lo sợ khi chuẩn bị thưa chuyện với mẹ. Còn cái tâm trạng thứ năm đó chính là tâm trạng của sự hạnh phúc khi có được mái ấm gia đình. Ok, năm luận điểm đấy, đưa vào. Xong chưa? Năm luận điểm đấy, đưa vào.
Các bạn nói làm cô đói quá. Được chưa? Hả các bạn ơi? Thôi, đoạn hôm nay thế thôi. Ngày mai mình tiếp tục. Cô cho em hỏi cái khúc sau phân tích sự xấu hổ của người đàn bà thì mình sẽ phân tích vô tâm trạng của chàng lo lắng về tương lai hay sao? Tách ra em ơi. Học cô Dương là cứ phải tách rõ ràng ra. Cái ý hạnh phúc này là một đoạn văn. Cái ý này là một đoạn văn. Cái ý này là một đoạn văn. Cái ý này là một đoạn văn. Rồi cái ý này là một đoạn văn. Tổng cộng phần thân của bạn phân tích cho đoạn trích này phải 5 đoạn văn. Nhá. 5 đoạn văn cho 5 luận điểm. Xong chưa? Thôi cô mệt lắm rồi, cô phải đi ngủ nữa. Chết rồi, cô bị nhăn hết cả khóe mắt rồi. Xong chưa? Thế nha, mai lại like tiếp. Rồi, xong chưa? Xong nếu như ra cái đoạn này thì các bạn có biết đường xử lý không? Hay là các bạn lại không biết đường làm? Các bạn lại bảo cô nó không biết viết gì nữa thì chắc là tôi cũng cắn lưỡi tự tử thôi. Làm sao mà tôi biết được? Có làm được không? Ra cái đoạn này thì có phân tích được không? Có một bụng ý để phân tích không? Đừng nói là ôi giời ơi, không có cái gì phân tích nữa thì chắc là chết luôn. Làm sao lại không có cái gì phân tích được? Nhiều cái phân tích luôn. Học cô Dương xong là cả một rổ ý để phân tích luôn. Đúng không? Xong chưa? Ok thế nha. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đi ngủ. Ngày mai thì sẽ học tiếp. Được chưa? Mai sẽ học tiếp nha. Mai sẽ học đoạn gì nhỉ? Mai sẽ dạy đất nước. Cái hôm nào mà kiểu các bạn phải như này này. Cái đoạn trong anh và em hôm nay á là cái đoạn mà nó rất là quan trọng. Cứ căn căn hôm nào mà ít mắt xem á thì dạy đoạn đấy nó mới sướng. Tại vì cô ấy, cô thích những người, cô là một người cực kỳ chăm chỉ. Và cô cũng là một người rất là kiên trì. Cô cũng là một người rất là nỗ lực. Cô cũng là một người cực kỳ cố gắng. Và cô là một người không bao giờ lười biếng luôn. Nói thật bạn là như thế. Các bạn biết rằng là chẳng có một ai luôn ấy, chẳng một ai là bây giờ 1:30 đêm rồi có thể ngồi đây dạy các bạn bằng tất cả các sự nhiệt tình ấy luôn. Các bạn có công nhận với cô điều như thế không ạ? Thế nên là cái đoạn trong anh và em hôm nay, mấy ngày hôm nay có rất là nhiều bạn nói là cô ơi hôm nay có like đoạn đoạn 2 và đoạn 3 của đất nước không? Có nghĩa rằng nó chỉ chăm chăm cô dạy đoạn 2 và đoạn 3 của đất nước nó xem thôi. Còn những bài khác mà nó không xem. Thế nên cô cứ để nhãng nhãng ra một tí. Đấy, cô để nhãng nhãng ra một tí. Để cho ít người xem thì cô sẽ dạy. Thế các bạn cứ hỏi cô là Cô ơi, cô đấy, các bạn là các bạn biết rằng hôm nay cô định dạy đoạn 2 và đoạn 3 của bài đất nước luôn rồi ấy. Đoạn trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Cái đoạn mà đất là nơi đến trường, nước là nơi em tắm thì nó đã thi vào năm 2017 rồi. Đã thi vào năm 2017 rồi. Nên là mình cũng có thể học qua nó thôi. Nhưng cái đoạn trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước thì nó chưa thi. Nên là rất có khả năng là nó sẽ thi vào đoạn đấy. Và rất là nhiều bạn đang trông chờ cô dạy đoạn này. Và bạn nên nói rằng là em xem rất là nhiều thầy cô dạy rồi, nhưng chỉ dạy cái cơ bản để câu vào khóa học thôi. Còn cô thì phân tích sâu nên là cô dạy cho bọn em đoạn đấy được không? Có rất là nhiều bạn nhắn tin luôn. Nhưng cô chưa dạy là bởi vì cô thử thách các bạn. Xem các bạn có kiên trì xem live stream với cô không? Hay là các bạn chỉ vào để xem đất nước và xem cái đoạn trích đấy thôi. Bởi vì chưa ai phân tích cái đoạn trích đấy sâu sắc cả. Chưa ai phân tích sâu đoạn trích đấy cả. Chỉ phân tích cơ bản. Nên các bạn tìm đến cô chỉ với cái mong muốn là học cái đoạn trích đấy. Nên cô sẽ không dạy cái đoạn trích đấy khi các bạn đang mong chờ. Cô sẽ dạy cho những người đang ở đây rất rất kiên trì xem live stream của cô. Ngày đây khoảng tầm rơi khoảng tầm 500 đến 600 bạn kiên trì xem từ ngày đầu tiên đến ngày bây giờ. Thế là nói bé thôi, ngày mai dạy. Thế nhá. Ok, rồi ok, thế nha. Cứ để cho chúng nó hỏi đi. Rồi mai bắt đầu dạy. Ok ạ. Bây giờ dạy nữa xong thì cô chết à? Hả? Bây giờ mà dạy nữa thì cô chết à? Cái đoạn đấy lâu lắm. Cái đoạn đấy nhiều ý, cần phải sợ, phải cần phải bình sâu lắm. Cần phải phân tích và cần liên hệ lắm. Thôi để đêm mai nhá. Ok. Bye bye. Bye bye. Thôi 1:30 rồi, phải để cho cô đi ngủ chứ. Không mai cô làm sao cô dậy được. Thế nhá. Ngửi tóc thơm đấy. Thế nhá, lên lịch đi. Đêm mai sẽ dạy đoạn đất nước trong anh và em hôm nay. Ok, bye bye.